Mở cái đèn trước cái ổn được vô rồi. Không, không phải à, Thịnh mở 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 giùm cái đèn trước cái em trai. Nhà bên đây có đèn trước không? Không có. Dạ. Cô đại diện giùm đi. À, tại cũng biết cái hoàn cảnh của nó đó. Thì con ở đâu ạ? Ở dưới cái tàu á. Thì hôm nay có nhà hảo tâm gửi tặng. Không phải. Tại nó quay thì nó thiếu sáng á. Hôm nay á có nhà hảo tâm một cái người con cái tàu gửi tặng cho mình 100 ngàn. Cho 700 ngàn, nhưng mà sợ em nó không biết tiền á, rồi khi nó xài nhiều quá thì cô đại diện cô nhận giùm 100 ngàn nha. Mời chưa rồi đây chưa đứng đây có chụp hình đó hả? Phải quay phim chứ, đâu phải tiền của mình đâu. Cô làm sao với em này? Nó là cháu ruột, kêu tôi bằng cô. Cha mẹ chết hết rồi, anh hai người anh cũng chết luôn. Rồi có mình nói với con chị có chồng về trên Thái Đét á. Dạ. Thì lâu nó xuống đây một lần, chủ nhật nó xuống. Dạ. Tôi phải lo cơm nước cho cái thang. Dạ. Nó quậy quá trời đi, tính đưa nó đi vào bệnh viện tâm thần nè, mà giờ không biết bệnh viện nào mà đưa cho nó đi đó. Cô đứng xích lại. Nói xích hay à. Nè cô nhận đi rồi ấy. Đó 100 ngàn đấy hết cô. 100 ngàn. Tao cái đâu phải cho mày đâu mày. Không đưa thêm tợ nữa. Đưa chi? Đặng mà có cái gì nó mua bánh hay gì về đưa nó từ từ. Chứ em nó ấy cái tiền thẳng ra. 100 ngàn hết cô. Của nhà hảo tâm một cái người con đất cái tàu gửi tặng cho bảy đó. Nhưng mà đưa nó từ từ chứ đừng có đưa một lần hết luôn à. Thôi vậy tôi cũng thay mặt cảm ơn mấy cô với chú cho cháu tôi được, tôi mang ơn cảm ơn. Dạ. Cha mẹ của bảy thì mất hết rồi ha. 4 năm bốn người đó. 4 năm bốn người. Chỉ là năm 2020 đó ha. Dạ. Chống lỏng không có ai qua năm 21, 22, 23 là dính hết trơn. Là con hạng ở dưới phủ. Là bị bệnh hay sao con? Thằng cha thì bị bệnh phổi, ung thư phổi. Dạ. Con hạng ở dưới phủ. Còn thằng anh thứ hai nữa thì ung thư cái đường bao tử nè. Dạ. Đó. Rồi mẹ nó thì bị nhồi máu cơ tim. Dạ. Còn thằng anh nó ngồi bàn thờ đó là mới hôm tháng 3 là uống rượu quá rồi nó nghiện rượu quá rồi nó chết. Nó uống quá rồi nó chết. Trời sao. Rồi giờ còn có cái anh mà cái kỳ mà con review con có thấy cái anh đó là sống với nó lại. Rồi, ở chung với nó đó hen. Là anh ruột đó là chết. Chết nữa hả? Thì chết. Nè cho đi 10 ngàn nữa nè. Rồi đi đi. Rồi. Rồi cái bây giờ còn nó nè. Gì vậy? Sao mà húng nữa hả? Rồi để cô nói nghe. Để tôi bỏ nó thì người ta cứ đâu đi. Được, không được. Rồi, bây giờ nó nuôi nó chắc giờ chém tôi hoài vậy, đầu đâm tôi hoài. Sao mà bà nấu cơm cho ăn mà chém mà lấy gì? Quần áo là tôi giặt vũ nhà cửa tôi lau. Không có xét hết áo tùm lum. Áo mà mục rồi. Bà chỉ là một ngày thứ nhật á là chị nó xuống làm nhà bếp chứ mua này chị trên hang. Chứ còn bình thường tôi hỏi. Đúng rồi cháu mà. Một tuần lễ đưa tôi 100 ngàn cho ăn đủ không? Thì đó thì ăn ngon ha là nó bớt cơm cho nhiều. Đồ ăn lấy thiệt là nhiều, cả nó ăn đồ ăn không hết cơm. Vậy sao? Đổ cái đống bữa hôm qua chị nó mới xuống hốt. Tội chết. Đổ trong cô chưa? Rồi đi đi. Rồi. Đó rồi để mình nói ra thì cũng con cháu mà. Đúng rồi, nó bệnh. Nó thì nó cũng đã thương riêng chứ. Đúng rồi, cháu bệnh mà, không có gì. Mẹ nó thì ăn một ngày á. Sáng ăn chiều ăn thôi chứ không có ăn 2-3 bữa. Còn giờ nó ở với mình á, làm đồ ăn ngon á thì nó ăn ngày 3-4 giá. Đúng rồi, hơi ráng chứ sao giờ cô ơi. Thôi con cũng đi nha. Ở đây là ấp gì chứ? Ấp Phú Nhuận. Xã? Xã Tân Nhuận Đông. Ở tổ 8 là tôi là tổ trưởng. Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Dạ. Rồi. Để thôi con đi ạ. Thôi vậy cảm ơn chú. Dạ. Có cháu chụp hình cho nè. Tiền nè. Xin chào. Hôm nay có cái nhà hảo tâm á gửi tặng cho gia đình mình 100 ngàn. Là mình ở đây là thuộc địa chỉ ở đâu á, em kêu con qua đây ấy cái mình nói cho nó rằng thì địa chỉ của mình ở đây á, là tên gì với lại em tên gì?
Mai Ngọc Thanh. Bao nhiêu tuổi? À, 48. Yeah. Em được mấy đứa con? 5 đứa con. Mình hàng ngày mình sinh sống bằng nghề gì Thanh? Đi phụ hồ. Yeah. Địa chỉ ở đây? Ấp Tân Thận. Xã? Xã Tân Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tân Vĩnh Đông là Nha Mân ấy ha? Dạ. Ừ, căn nhà của mình thì nó cũng mưa gió đồ nó dột không? Dạ nó dột với nó tạc nãy trời là dột nhà. Thì hôm nay có nhà hảo tâm á gửi tặng em dơ dơ tiền lên chút à, đó tiền 100.000 đó nha em. Dạ. Đủ ha. Dạ. Đó thì có mua bánh hay gì cho mấy con hay gì cho nó ăn. Dạ. Hoặc là thịt gì đó nó thèm gì đó. Dạ. Thì cũng ít lòng nhiều á nha Thanh. Dạ, dạ. Thì cái hoàn cảnh của mình cũng muốn chia sẻ lên, em cũng đồng ý đưa lên YouTube nha. Dạ. Đưa đồng ý. Đồng ý. Nói đi. Nó chữ đồng ý đưa lên YouTube à, để mà nhiều người ta thấy á, người ta giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của cái gia đình mình. Nhà thì rất to nè ha em. Cái nhà này đất này của mình luôn không? Dạ. Đất của mình. Nhưng mà mình không có điều kiện là mình xây cột bê tông rồi ha. Xây được nhưng mà tại không có tiền nè. Xây thì được nhưng mà không có tiền. Con là tên gì? Con nhiêu tuổi rồi? 5. Dạ 5 tuổi con. Dạ 5 tuổi. Dạ từ ông con 5 tuổi. Dạ con. Con tên gì? Tên Khang. Lấy tay ra. Tên gì? Tên Khang hả? Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Lớp 3. Còn con? Con tên gì vào? Mai vào. Mà bao nhiêu tuổi? Vậy là con học lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6 ha, học trường nào con? Ở trường trường cơ sở mà trường cơ sở Tân Vĩnh Đông. Ờ, Tân Vĩnh Đông vậy là trên chỗ Nha Mân á ha. Là chỗ cơ sở vậy vô. Ờ, vậy là trong chỗ khu dân cư mà cái kỳ chỗ Tân Lập mà Tân Lập mà chỗ mà bị phong tỏa mà nguyên một cái khu dân cư đó ha. Vậy là tự đi hay là ai đưa đi? Tự đi. Đi, nó đưa... tự đi đi xe đạp tự đi rồi qua lộ cũng hơi khó ha. Hai đi bộ hai đi xe đạp ừ. Rồi, con thì đi bộ hay đi xe? Ờ chắc cứu à đi bộ chắc cứu kệ tập thể dục luôn. Còn con học lớp mấy? Chưa học 6 tuổi mới cho học lớp 1. Ừ. Mới có 5 tuổi hả? Dạ mình không có điều kiện cho nó học á. Nói thì cái hoàn cảnh của em á, em là gì tên gì quên này? Mai Ngọc Thanh. Mai Ngọc Thanh hả? Hàng ngày là mình làm gì? Đi phụ hộ. Phụ hộ hay là thợ hộ? Phụ. Rồi ngày là được bao nhiêu? 200 mấy à? 250 không? 260. Là cơm nước mình đấy ha? Cơm nước mình luôn. Ừ. Người ta không có bao, mình giờ sáng mình ăn cơm, mà trưa thì ăn cơm, chiều thì ăn cơm, người ta không có bao. Ừ. Nhưng mà có công chuyện hàng ngày thường không? Có thể có hay không? Vậy là tháng làm được 20 ngày không Thanh? Đó đó. Vậy sao? Thì có con này thì bà không? Già nha. Chứ thì người ta làm rồi á, người ta làm rồi nhà các mình có khi mình nghĩ cả tháng 2 tháng mình có làm mới làm lại. Rồi giờ sao sống? Tiền đâu xài? Thì đi kiếm chuyện khác làm. Ừ. Thì bữa hổm có gửi gạo đó thì để dành đắp đổi ăn nha. Dạ. Con đông quá mà. Gạo này thì nó mắc. Dạ. Ừ. Chứ người ta cũng cho nữa. Ừ. Thì đó cái hoàn cảnh của em mình muốn đưa lên vậy là nếu mà cái nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân nào biết á thì ở đây á, là ngoài sông Dưa nha quý vị. Dạ. Sông Dưa gần cầu sông Dưa, nếu mà quý vị có ta đồng cảm với cái hoàn cảnh này thì có trợ giúp thì giúp cho cái gia đình này đó. Dách thì dách tôn không hả? Dạ. Sao rồi thợ xây nhà cho ta nhà đẹp mà sao cái nhà mình rất tôn không ạ? Dạ đó ta cho tôn rồi mình đóng cái này, cái này của nhà tối bề bộn quá ha. Ừ. Tại vì cái này hộ nghèo ta cho nè. Vậy sao? Gì? Hỏi gì? Bên gì? Bên tình thương. Bên rõ gì đó. Trong cái này là lại cầu sông Dưa nè. Con này đi xuống phía dưới cồn nè, nó cái hoàn cảnh đó. Nên
thôi anh Thịnh cũng đi ha. Dạ dạ. Rồi mình ráng cố gắng lên chứ sao giờ. Dạ cảm ơn Thịnh. Rồi. Giờ lỡ mà trời mưa gió nó không có làm là mình không có tiền. Dạ. Có khi nghỉ có khi 5-6 ngày bao ngày luôn. Rồi lấy gì mà lo cho mấy đứa nhỏ này ăn? Có gạo nấu ăn hả? Ừ. Thì bà ở đây là nhiêu tuổi rồi? Là bà nội của mấy cháu này nè ha. Má của em Thanh ha. Dạ. Đó. Bà xã năm nay đi làm công chuyện gì rồi? Đi làm giấy tờ con nhỏ rồi. Ừ. Còn hai đứa kia đi chung đấy ha. Dạ. Ừ. Thôi anh cũng đi à. Dạ, rồi dạ, cái dạ. Hoàn cảnh của em chia sẻ dạ. Nhiều người biết vậy thôi. Dạ không có gì vậy. Tại vì mình chỉ có một chút ít cái công vậy thôi chứ còn đâu có gì đâu. Dạ. Dạ. Cái này dạ 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 dạ. Dạ dạ. Hôm nay có nhà hảo tâm một cái người con đất cái Tàu Hạ gửi tặng cho em 100.000. Dạ. Với 10 kg gạo. Thì là thường thường là cái nó đi chích thuốc rồi bị bệnh gì? Ổi dương phế quản với hen xỉ. Ừ. Đừng có hút thuốc. Thuốc nó làm cho dễ bị viêm lại đó. 100.000 á của nhà hảo tâm một cái người con đất cái Tàu á. Cảm ơn nhà hảo tâm ở cả Tàu. Ừ. Cho tiền với gạo tóc vợ chồng em rất cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Với cảm ơn anh Thịnh. Cái địa chỉ mình ở đây là đâu? Dạ ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Rồi. Nắng quá. Thì thôi vô nhà đi. Dạ. Lỡ là nắng quá trời nắng. Cái này là cồn sông dưa ha. Dạ dạ. Nắng quá nắng. Dạ. Nắng quá trời nắng.